góp mì đủ rồi em không nhận nữa nha, để bữa nào đi phát cơm mấy người cơ nhỏ thì em xin nói chứ giờ đủ rồi chị. Trời ơi mày giống quỷ ghê Nguyệt, thiệt á chứ, mày giống quỷ thiệt. Em chào mấy chị nha, lên túi không? Ờ lên túi đi, 3 giờ rưỡi lên đồ. Trời ơi hôm nay về túi đẹp lắm gái. Hôm nay về túi đẹp ghê gớm luôn. Hôm nay túi về rẻ lắm. Túi về hôm nay cực kỳ rẻ lắm luôn nha mấy chị. Con hồi nãy con coi cô Bùi Thảo là có cái dòng gì trong đó con? Hai cái. À, dòng nữ là 450 chị. Có thử coi cô Bùi Thảo thử một dòng hai dòng. Bùi Thảo hai dòng luôn hả? Con mở ra coi. Biết sao không? Sư phụ gửi dòng vô là cô Như Phong ra cho mấy chị trẻ bill một dòng mà. Nãy chào chị Bùi Thảo dòng em mà. Thấy thấy Helen, em thấy Helen nha. Bấm nút chia sẻ giùm em vô mấy cái hội túi xi nha. À, nha mấy chị nha. Trời ơi em không biết luôn hôm nay hàng cái gì mà rẻ quá trời luôn mấy chị. Thiệt sự luôn á. Hôm nay hàng rẻ mà đẹp lắm. Rồi mấy chị coi da mềm. Rồi bán con này đầu lai cho mấy chị với giá 80 ngàn. Em bán con này đầu lai cho mấy chị với giá 80 ngàn coi ở trong nè. Ôi ôi mấy chị ơi bấm nút chia sẻ giùm cho em nha mấy chị nha. Da mềm cực kỳ, yêu mặc bộ này nhìn đẹp và trắng nè. Ừ ai mà biết sao không dám mặc tại vì hết đồ này rồi đó. Rồi mấy chị coi nè, lót LV nè. Bán con này cho những chị chia sẻ livestream 80 ngàn. Con này là mấy chị mặc đồ đen á, mấy chị đeo như thế này rất là dễ thương ha. Rồi mấy chị chốt giùm em con này nha. Con này 80 ngàn, chốt giùm em mã vàng 80 ngàn. Chưa đi làm bộ mặc chưa, tháng 20 ngày rồi đó. Bộ đang mặc hết lâu rồi Hiền ơi, bộ đâu dám mặc đâu. Rồi chốt cho em con ví này hàng si nè mấy chị. Hàng si nha, nhưng mà da rất là mềm. Nè con này bán cho mấy chị 80 ngàn. Lấy cụ măng kêu giấy con. Cụ măng kêu giấy hồi bất tư, cụ măng kêu giấy đâu. Lắc quá hả mấy chị. Lắc quá ráng lên giùm em nha mấy chị nha. Đang ở biết sai mà. Con đầu tiên 50 ngàn một cái cuộn tròn bự đó, đó. Rồi 80 ngàn con đầu tiên. 80 ngàn con đầu tiên mấy chị. Mai mới gửi bill, mai mới biết được chị Nam Khánh nha. Trời ơi mấy chị ơi, chị nào mà đi làm á, chị nào ha, em kiếm màu, đeo nhỏ, đeo chia ok chút xíu. Cái túi này mà chị đây nào làm giáo viên nè, chị nào làm giáo viên là nên chốt con này nè. Con này em bán cho mấy chị với giá là 90 ngàn. 90 ngàn con này nha mấy chị nha. Chốt giùm em 90 ngàn con này. Nè, con lấy bút lông ghi ở ngoài cũng được. 80 ngàn mã số 1 bé khỏi lấy kêu. Con này chị nào đi dạy nè, chị nào đi làm mà có giáo án, có giấy tờ nè, em bán cho mấy chị con này mã 02 90 ngàn. Mã 02 con này 90 ngàn nha. Thằng này là hàng si nha mấy chị nha. Mã 02 90 ngàn. Chị nào chốt con này da mềm 90 ngàn chốt giùm em. Con này mấy chị để giáo án được ha. Con này là để giáo án được nha mấy chị nha. Để giáo án con này được. Chị nào để giáo án, để giấy tờ giống như chị Võ Phúc á. Túi rộng chị, túi này rộng. Anh Tư quăng giùm em cái thước dây em. Túi này chắc size 40 nè mấy chị. Túi này size trên cái kính á. Túi này size 40 ha. Túi này mấy chị mà đi làm mà đựng giáo án là ok. À, tái bàn tay tè le, tát lỗ bậy đổ cá ngựa. Mới đổ cá ngựa ăn cho mấy ngàn quậu lên lòng. Không có vui. Chốt giùm em mã 02 90 ngàn túi giáo án nha. Mã 02 90 ngàn túi giáo án. Mã 02 90 ngàn túi giáo án 90 ngàn của chị Thảo Nguyên Thu. Thảo Nguyên Thu 90 ngàn con ghi trên đây Thảo Nguyên Thu luôn nè. Thảo Nguyên Thu 90 ngàn. Trời ơi em bán cho mấy chị mấy cái giá. Nói chung là biết sao không à, bán về số đeo được không gái. Bán về số bán về bán giấy số đeo được được. Bán giấy số thì chị phải đeo mấy cái túi giống như là mấy cục co chờ neo đồ cũng có 3-4 triệu. Bán giấy số mang mấy cái đó người ta tưởng đâu là bán giấy số giàu ta mới mua. Không, hôm nay em sẽ kho giùm cho một cái chị mà chị đó là chị Mạnh Thường Quân rất là lớn bên em. Cho nên là em sẽ kho giùm cho chị ha. Nha mấy chị nha. Con 90 ngàn khách lấy à. Nè con này 101 nè. Con này 101 mấy chị mới mê. Đây con này 101 ngàn nè mấy chị. Con này mấy chị mới mê chứ con đó không mê đâu. Hai ngăn da thiệt bao đẹp cho mấy chị. Nè về mấy chị bỏ giá
lấy vô con này chỉ có 101.000 thôi mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi, con này mà mấy chị về đựng là hơi bị sang chảnh luôn á. Con này 90.000 mã 03 dùm cho em. Con này 90.000 mã 03, đây là dây đeo nè. Mấy chị thấy cái dây không, mấy chị biết hàng như thế nào rồi. Chốt dùm em 03. Bây giờ mình cũng biết nữa gái. 03 101.000 của Nguyễn Gấm nè. Nguyễn Gấm 03 bì nè con. Chị mới đưa bì ra chưa? 03 Nguyễn Gấm. Bộ này hết rồi chị bỏ thì Nguyễn. 03 của Nguyễn Gấm 90.000. Ủa em mới không biết bình ra chưa? Anh nè anh nè. Đây nè. Bỏ vô. 03 Nguyễn Gấm 101.000. 101.000 nha mấy chị, bấm nút chia sẻ lên. Hôm nay em sẽ bung hết cái vàng sau lưng nha mấy chị. Cho em một giây nha mấy chị. Này chắc đi để cũng đây thôi. 360. Mấy cái túi này mà mấy chị mua để dành đi làm là sướng luôn á. Dạ 03 khách chốt rồi nha Thu Hương ơi. 03 khách chốt rồi. Lên cho mấy chị một cái mã 04. Mã 04 là một cái mã hồng rút nha. Đây 04 là một cái mã hồng rút mấy chị coi em nè. 03 khách chốt rồi nha. 04 cũng 101. Trời ơi mấy chị ơi coi 2 giây nè. 2 giây ha. Chốt giùm em 04 101.000 luôn. 04 101.000. Chị nào 04 101 da dẻo êm lắm mấy chị. Chốt giùm em 04 104.000 ha. Chị nào chốt 04 104.000 chốt giùm em mã này 04. 04 101.000 mã tím nè. Bỏ vô con đây nè bịch nè anh. 04 101.000 vô. 04 101.000. 04 101.000 mấy chị. Em lên cho mấy chị một cái con da cá sấu, một cái con da cá sấu giả ha. Nhưng mà xinh lắm. Để con mấy chị rồi. Con này là 130.000 nè. Chốt giùm em 0530.000. 0401 chốt giùm em 05. 05 130.000. Trời ơi cái đây mà chị bỏ phút ha, hay là chị nào mà đi mà đựng giấy tờ sổ đỏ đồ đi làm được, con nói em nói con này sung sướng luôn. Da rất là mềm. Chốt giùm em 0530. 0530 nha mấy chị nha. Chị nào chốt 0530 chốt giùm em 0530, lấy bút lông ghi đậm đậm anh Tư. 05130. Em nói mấy chị là toàn bộ là hàng si hết nhưng mà rất rất là đẹp nha. 05130. 04 và 04101 của Thú Thúy Phan Phú Yên. Thúy Phan Phú Yên. Người đây nói Thúy Phan Phú Yên một chút kiếm điêu dồn sau con. Thúy Phan Phú Yên. Thúy Phan Phú Yên. Ôi em có một cái con da mềm đeo chéo nè. Em có một cái con da mềm đeo chéo. Con này bán cho mấy chị 101. 101 mã nhiêu cái này còn mã nhiều. Mã 06. 101 mã 06 túi đựng điện thoại da rất là mềm. Mã bò. Nguyễn Loan 130.000. Nguyễn Loan 103 cho em xin địa chỉ số điện thoại Nguyễn Loan thôi. Lấy mấy cái bịch đen kéo băng keo lại luôn đi thôi. Phải. Mấy cái này kéo băng keo lại. Dạ chốt giùm em 0601.006. Trời ơi con này da thiệt luôn mấy chị. Em nói mấy chị con này da đã lắm. Con này em nói mấy chị da si mê luôn. Rồi 101 da si mê nè mấy chị. 101 đuối túi đựng điện thoại màu bò. Rồi chốt giùm em mã 0601. Chốt giùm em 0601 nha mấy chị nha. 0601 Nguyễn Loan cho em xin địa chỉ số điện thoại. 0601 mấy chị ơi. 06101.000. 0601.000. Bán cho mấy chị cái túi này với giá 60.000. 60.000 con này ôi. Mấy chị ơi không phải 60.000 mà nó thường đâu nha. 60.000 mà hơi bị xuất sắc luôn. Chốt giùm em mã 0760.000. Mã 0760.000. 06 của chị Thuận Nguyễn ghi trên đó luôn anh. Anh ghi đi để cho biết luôn đó, nhắn tin cho khách kìa. Thuận Nguyễn 101.000 của Thuận Nguyễn. Chốt giùm em mã 60.000 da mềm đeo chéo. 60.000 dạ Nguyễn Loan cho em xin địa chỉ số điện thoại.
06 khách lấy chốt giùm em con 0760 ngàn, 0760 ngàn của Nguyễn Gấm nè. Lấy bịch bỏ vô Nguyễn Gấm, Nguyễn Gấm nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái con mã 08 mấy chị. Nè mã 08 mấy chị coi nè, còn cốt, còn dập, còn ly, còn đầy đủ luôn ha. Rồi chốt cho em cái con mã xanh này là 110 ngàn. Nè mấy chị coi ở trong nè, mấy cái túi này mấy chị xách từ đây tới cuối đời nó cũng không hư nữa mấy chị. Mấy con này mấy chị xách đi làm, đi chơi, đi công sở rồi tiện lắm nha. Tất cả cái này đều là hàng si hết nha mấy chị. Rồi chốt giùm em 101 mã 08. 101 mã 08 nha. 101 mã 08. Nguyễn Loan khách cũ. Nguyễn Loan khách cũ, nói cái số điện thoại vô bill con. Rồi tiếp tục 0801 ngàn. 0801 ngàn mấy chị. 08 101 ngàn nha. 101 ngàn 08. 08 101 ngàn. Cái mã này nó có bị lỗi một chút xíu chỗ này nè. Bán mấy chị 70 ngàn luôn. Chốt giùm em beo. Beo 70 ngàn mấy chị. Beo này em có nói với mấy chị là bị lỗi một tí xíu. Nó có một cái vết bẩn ngay đây nè. À mấy chị thấy không? Rồi 08 của tôi. Cái này là 09. 09 70 ngàn. Trời ơi da mềm ha. Da mềm cực kỳ. Chốt giùm em 09. 09 70 ngàn. 09 70 ngàn. Vậy nào chốt 09 70 ngàn. Chốt lên giùm em 09 70 ngàn. Rồi lên. Trời ơi mấy cái này mà không có đánh si ha. Đánh si lên em nói mấy chị nó bóng lưỡng luôn. Không biết bữa nay chị Hải Âu có ở đây không nữa. Con nhắn tin cho cô Hải Âu. Không có giấu, lên túi cho cô Hải Âu biết. Nè mẻ bò đẹp không? Ôi mẻ bò dẻo mà da thiệt nè. Con này 150 mấy chị. Con này 150 nha. Con này có dây đeo cho mấy chị nè. Trời ơi nhớ tôi khách cũ rồi. Dạ tại chế đổi hình nền á. Tại chế đổi hình nền á. Con này có một dây dài nè mấy chị. Rồi chị nào chốt con mã bò này chốt giùm em mã bò 150. Mã bò 150 size tới 30 lận mấy chị. Mã bò này size 32, 33 chứ đừng nói 30. Ha, à, chốt giùm em mã bò 150 ngàn. 150 ngàn mã bò nha mấy chị nha. 150 ngàn mã bò. Chị nào chốt mã bò chốt lên giùm em. Trời ơi, cái con mã bò này 09 của ai? 09 của chị Thuận Nguyễn. 09. Mã bò 150 ngàn nè mấy chị. Trời ơi con này đúng da dẻo luôn á. Mấy chị có thể đeo dây đôi lại nó thành một cái túi như thế này. Ha, à, chốt giùm em mã bò 150. Chị nào chốt mã bò số 10 150 chốt giùm em mã bò 150. Ở trong đây em nói mấy chị là đựng cả thế giới luôn nha. Mã bò 150 ngàn mấy chị. 150 ngàn mã bò. Mã bò là mã số 10 nha. Thôi xong rồi. Thôi xong mấy chị rồi. Mấy chị xong hết rồi. Em nói thiệt luôn. Mấy lùng tất cái giỏ này không coi. Cái giỏ này để bữa nay cho bà nội. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị. Mã này là mã rơ mấy chị. Mã này là mã rơ mấy chị. Đừng giáo án, đừng laptop. Nói chung đừng mọi thứ đều được. Nó là da thiệt. Chốt giùm em ha. Chút xíu nữa chị Hương ơi. Một là 4 giờ em lay quần áo. Hai là tối nha anh chị. Đây mấy chị ơi chốt giùm em nha. Chốt lên giùm em mã rêu ha. Mã rêu là một cái con da thiệt, da mềm. Ở trong là đựng được rất là nhiều đồ mấy chị coi nè. Đựng được nhiều đồ lắm. Rộng ơi là rộng. Bò 150 của chị Nguyễn Loan nè. Nguyễn Loan nói chút nữa lấy cái bịch đen chép băng keo qua Nguyễn Loan rồi để số điện thoại vô nha hả. Nguyễn Loan 150. Chốt giùm em mã rêu 130 ngàn mã rêu. Nội mà gửi hàng này mấy chị không cũng chết nữa. Thanh Tuyền mã rêu 130 ngàn. Mã rêu là 10 mấy? 11 anh. Ủa lộn xin lỗi mấy chị. 150 ngàn mã rêu nha mấy chị. Mã 11 là mã rêu. Em xin lỗi Tuyền em đọc lộn giá nha. Mã rêu. Em nói thiệt ngày hôm nay nhìn cái hàng không cũng mê nữa. Mấy chị ơi nè, mấy chị thấy giỏ 150 mà nó dày không mấy chị? Mấy chị chết chứ sống gì nổi mấy chị. Về nhà mấy chị chỉ còn bỏ đồ vô không của mấy chị cũng mê nữa. Trời ơi coi con giỏ 150 nè. Chết không? Con giỏ này đựng laptop được nè. Con giỏ này đựng laptop được, đựng iPad được, đựng mọi thứ đều được. Chốt giùm em con da trăng size lớn. Trời ơi cái con này mà mấy chị mà nhất là giáo viên ha, mà chốt con này là sướng luôn. Mã 12 150 ngàn mã 12. Mã 12 150 ngàn. 150 ngàn mã 12 nha. Mã 12 150 ngàn mấy chế ơi. Mã 12 150 ngàn.
Rồi chốt giùm em mã 13 mấy chị ơi. Mã 13 là một cái mã đơn giản, nhưng mà khi mấy chị đừng bỏ đồ vô trong á. Hay là chị Thu Hương nhắn tin vô tin nhắn cho em đây không? Chị Thu Hương chờ thứ hai đi. Thu Hương chờ thứ hai một lô đồ lót, áo chống tuột về. Thu Hương chốt luôn được không? Rồi, mã 13 mấy chị bán mấy chị 80 ngàn. Mã 13 mà mấy chị đi chùa đi chiền mà hay đi quẩy rồi, mấy chị nên đi con này mềm. Mà bỏ giống như áo chàm, áo lam đồ được, mã 13. Mã 13 bán cho mấy chị với giá 70 ngàn đi. À 80 ngàn mấy chị, mã 13 80 ngàn. Anh đi mã gì vậy? Mã 13 80 ngàn, da dẻo mấy chị đựng rất là rộng. Chốt giùm em mã 13 nè. Đó, mã 13 là một màu tím lam. Mã 13 80 ngàn. Mã 13 80 ngàn mấy chị ơi. Chuyển nhà rồi mới đi kiếm phải không? Trời ơi, nó giao đồ ăn, tôi mua đồ ăn mà nó giao, nó không lấy tiền. Thúy Phan mã 12. Mã 12, 150 của Thúy Phan Phú Yên. Thúy Phan Phú Yên, ủa bịch nhỏ nhỏ chung chung không còn hả? Mình có cái cục bao cắn chỗ kia kìa, lấy đựng cũng được. Thúy Lùng ra nhận đồ ơi con. Gia Trăng, trời ơi, Gia Trăng nói em chị Thúy Phan bỏ đồ cho em, nói đẹp lắm. Dạ, có thu tiền không em? Đây, đưa em 10 ngàn uống cà phê. Trời ơi, đây em. Thằng quỷ. Đây, lấy giùm chị. Mày chê hả? Không. Rồi. Em bán cho mấy chị một cái mã này, cho mấy chị mua cho con gái mấy chị đi học nè. Bán cho mấy chị 70 ngàn mã này. Mã này là da nhưng mà cũng hơi cứng hơn. Cái da mềm nha. Chốt giùm em mã mèo. Mã mèo 70 ngàn dễ thương không mấy chị? Nè, mã 14 là mã mèo. Mã mèo chốt 70 ngàn. Còn thích không? Mã 14 gái em chốt rồi mấy chị. Mã 14 gái em chốt rồi. Gì vậy? Em lên lại cái con này mã 15 nha anh. Rồi lên cho mấy chị con mã 15 nha. Ừ, để chị đi kiếm, chị bù cho đổi nhau. Để chị lấy cái của chị để cho em. Ngay ngay trên chỗ cái tủ giày luôn á. Cái gì vậy? Thôi thua cái người có trăm mấy ngàn mà đi uống Panadol thôi. Thôi thôi thôi. Thôi chơi thua cái trăm mấy ngàn mà uống Panadol luôn trời. Trời ơi là trời. Cái chị nào mà muốn một cái túi xách rộng và lớn là lấy cái này ha. Bộ đang mặc hết rồi chị Huỳnh Như ơi. Cái con này bán mấy chị là mã 15. Mã 15 120 ngàn mấy chị, đẹp không? Phơm đẹp không? Mà da mềm nữa chứ. Chốt giùm em mã 15 120 ngàn mấy chị. Xinh ha. Cái này mà chỉ còn mang đồ vô nhiều là mấy chị cưng liền. Chốt giùm em mã 15 120 ngàn. À, da mềm lắm mấy chị. Tất cả mọi thứ đều là da em. Mã 15 120 ngàn. Lên cho mấy chị một cái con da trăng mã 16. Lên cho mấy chị một cái con da trăng mã 16, 150 ngàn. Trời ơi mấy chị ơi, đi kiếm đâu ra cái con mà mới toan như thế này mấy chị. Cái da này mềm nè. Em yêu cầu và em van xin mấy chị chốt cái con mã 16, 150 dùm cho em. Mã 16, 150 ngàn. Cái này mà bỏ vô đi biết chừng nào hư mấy chị. Mã 16, 150 ngàn. Chị nào chốt mã 16, 150. Chốt dùm em mã 16, 150 ngàn. Tiếp tục mấy chị, hôm nay mấy chị mua cái lô này rẻ quá trời luôn. Em có một cái mã kem. Mã kem nha, da mềm. Mã 15 trong 2 của An Nhiên. An Nhiên cho ba số điện thoại đuôi sau An Nhiên. Ủa hôm qua có cái An Nhiên là An Nhiên Bình Thuận, còn An Nhiên này ở đâu? An Nhiên này khác. Mã 15. Mã 15 đấy. Mã 15 lấy gì? Ôi em bẻ sang bẻ ngược cái khối vậy hả? Gặp lại. Gặp ừ. Bẻ ngược khối vậy em. Dạ em like theo thùng á chị. Mai nguồn lấy kim thì chưa có. Mã này là mã gì? Mã 17 nè mấy chị. Mã 17 bán mấy chị 80 ngàn mã 17. À dạ chờ chút tại em lên theo thùng á mấy chị, chờ em chút. Chốt giùm em mã 17 80 ngàn. Chốt giùm em mã 17 80 ngàn mấy chị, chờ em mấy chị ơi. Tại em đang lên theo thùng á. Mã 17 80 ngàn.
phường Phan Nhật Nhi rồi 150. Rồi lên cho em cái mã này nha. Cái mã này là mã 18 hả? Rồi lên cho em con mã 18. Trời ơi coi da nè mấy chị. Mã 18 130.000 mã 18. Chị nào chốt mã 18 chốt lên giùm em. Mã 18 mấy chị. Nó có một cái chấm. Đây mã 18 nè. Mã 18 da êm lắm mấy chị. Mã 18 ở trong lót nỉ ho nè. Mã 18 của chị Thương Ngọc quận 12. Mã này là mấy chị biết xong cái da nó đang tán ra. Mã 17 là gì ạ? Mã 17 của Đỗ Quỳnh Như nhiêu ạ? 80.000 của Đỗ Quỳnh Như. Mã này tính cho chị Thương Ngọc. Tính cho chị Thương Ngọc 130.000 bớt lại 10.000 về đánh bóng lên giùm em nha. 120.000 của Thương Ngọc, Thương Ngọc quận 12 á. Ghi vô trên đá luôn Thương Ngọc quận 12 luôn. Dạ mấy mẹ đó cách lấy lại hết rồi An Nhiên. An Nhiên cho em ba số điện thoại đuôi sau đi. Trời ơi cái này da thiệt không mà mấy chị đi không mấy chị cũng lợi. Em nói thiệt luôn á. Mấy chị đi cái túi này không mấy chị cũng lợi. Đây là con này mới nè. Con này là 140.000 nè. Con này mới mấy chị. Con này quá trời mới luôn. Đây mấy chị con này mới. Ông con này bị lỗi rồi mấy chị ơi. Con này bị lỗi nha. Con này nó có bị tróc như thế này rồi nè. Con này có bị tróc rồi nè. Rồi con này em bán lỗ cho mấy chị với giá 70.000. Con này em bán lỗ cho mấy chị. Chị Thương Ngọc là chuyển quận 2 nhưng mà hỏi về luôn. Đây mã 19 bán mấy chị 70.000. Con này nó bị trầy một chút xíu nha mấy chị. Con này bị trầy một chút xíu bán mấy chị 70.000 nha mấy chị nha. 70.000 túi hàng si nha mấy chị. 761 của An Nhiên nó luôn vô đi. Chốt giùm em mã 10 mấy? 19 rồi. 19. Cô An Nhiên vô inbox, con có inbox cho cô cho địa chỉ số điện thoại. Chị An Nhiên vô inbox giùm cho em nha. Bộ chị em đang mặc hết rồi nãy giờ khách hỏi quá trời. Có khi em may ra bán hoài không hết. Dạ thiệt luôn á. Nhưng mà bộ này vải vừa đẹp mà vừa nói chung là bộ này cực kỳ dễ thương. Tôi đưa cái túi này nữa con gái tôi xin tiếp nè. Đưa túi nữa lên con gái tôi xin tiếp. Gì vậy? Má nói gì vậy? Ờ, ăn còn chừa mấy hộp cơm lên mặt rồi. Rồi ăn giò thì ngon đi ra luôn. Ai cho ông ăn này ăn ớn với ông ớn vậy? Trời trời luôn. Bán cái mã 20 cho mấy chị với giá 70.000. Bán cái mã 20 cho mấy chị 70.000. Đây mấy chị. 70.000 giò giỏ 20. Mã 20 bán 70.000 bỏ dây vô luôn anh Tư. Mã 20 bán mấy chị 70.000. Dạ bán hết rồi chị Quang Trân ơi. Bán hết rồi. Nè 150 để dành mua túi này. 150 làm ơn để dành mua túi này giùm tôi cái. Nè coi giùm ở trong nha. Ở trong là 2-3 ngăn ha. Mà ở ngoài nè mấy chị. Trời ơi để dành tiền mua cái túi này giùm em cái mấy chị coi da nè. Đẹp không? 150 mã 21. 150 mã 21 Đỗ Quỳnh Như ơi. Ôi trời ơi. 150 mã 21 mấy chị ha. Trời ơi xinh quá. Con này là em nói đi từ đây tới cuối đời không hư nữa. Cô An Nhiên đâu rồi? Chị An Nhiên vô trong tin nhắn inbox 2150 của Nguyễn Gâm. Dạ cái này là một cái hàng hiệu mà nó dập ra nè mấy chị. Nè con này 150 nè. Nè mã 22 nè đẹp chưa. Mấy chị thấy mã 22 đẹp chưa. Mã 22 một con công sở nha. Mã 22 một con công sở. Trời ơi con này 150 mà mấy chị đẹp luôn. Tại do chứ chị biết sao bỏ vô cái thùng đó, nó bị mất phơm á. Con này là tuyệt vời. Con này dùng từ là điểm 9.5 luôn nè mấy chị. Con này dùng từ là điểm 9.5 luôn nè. Trời ơi con này quá tuyệt vời luôn mấy chị. Chốt giùm em con mã 22 150.000 thôi mấy chị trúng mánh luôn. Mã 22 150.000 chị nào chốt trước là may mắn luôn. Nói thiệt không phải nói giỡn đâu. 22 150.000. Đây. Đây mấy chị. Chốt
chốt giùm em con này 70 ngàn. Con này mấy chị đi chùa hay đi đâu mà bỏ đồ vô, bỏ đồ lam rồi vô gọn và mềm lắm. 70 ngàn mã 23. 70 ngàn mã 23 mấy chị. 70 ngàn mã 23. 70 ngàn mã 23 nha. Có luôn. 70 ngàn mã 23. Thôi đâu mà bỏ dưới đây luôn anh, chưa để lại từ từ lại từ lúc ấy. Mã 23 của Bô Thanh Điền. Mã 23 là mã nào anh? Mã 23 70 ngàn của Bô Thanh Điền. Dạ Bô Thanh Điền cho anh xin địa chỉ số điện thoại nha chế nha. Hàng bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Mã 22. Mã 22 của Nguyễn Thanh Tuyền. Nguyễn Thanh Tuyền với Bô Thanh Điền inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Em có một con này bán cho mấy chị với giá 100 ngàn. Dễ thương lắm. Dạ 100 ngàn mã này. 100 ngàn mã lông. Mấy chị ơi, 100 ngàn mã lông nha. Mã lông 100 ngàn. Mã lông 100 ngàn mấy chị. Mã lông là 24. Mấy chị đeo vô cái con này dễ thương ha. Con này đeo xéo cũng được mà đeo như cái này cũng được. Chốt giùm em mã lông 100 ngàn. Chị nào chốt mã lông 100 ngàn chốt giùm em. Jenny M. Khánh 100 ngàn mã lông. Mã lông là mã 24 nha. Mã lông là mã 24 mấy chị ơi. Mã lông là mã 24. Rồi chốt cho em mấy chị mua tặng mẹ con này nè. Mã này là mã gì? Đầm giữa. Đầm thông giữa. Mã 25. Giờ là mã nhiều rồi. Mã này là mã 25 nè mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị mua tặng mẹ cái túi này đi làm rất là sung sướng đẹp không? Hầu như nó mới 100% luôn á. Chốt giùm em mã 25 150 ngàn. Mã 25 150 ngàn mã 25. Chị nào chốt mã 25 150 ngàn chốt giùm em 25 150 ngàn. Rồi chốt giùm em một cái mã công sở, em nói cái mã mà cái mã gì mà của chị Nguyễn Thanh Tuyền chốt cái mã nó mới toang luôn. Em nói thiệt luôn. Mã nó sướng lắm. Rồi chốt giùm em một cái mã công sở nè. Mã này mã 26 150 ngàn. Mã 26 công sở 150 ngàn. Chị nào chốt mã 26 công sở chốt giùm em 26 công sở. Có một cái ba lô 150 26 công sở 150 ngàn. Rồi chốt lên giùm em con mã 27. Đây mấy chị, con 27 có 150 ngàn mấy chị coi cưng nè. 27 trời ơi xinh không? Con này nó giống như ba lô. Một là mấy chị đeo như cái này cũng được. Hai là mấy chị cột lại đeo thành ba lô. Con này 150 là mấy chị trúng mánh rồi nè. Em nói thiệt sự là con này là mấy chị trúng mánh chết luôn á. À, con này mấy chị đừng chốt, để em đi. Rồi lên cho mấy chị mã 28. Ừ. Mã 28 mấy chị. Mã 28 bán cho mấy chị cho hết luôn nè 80 ngàn. Chốt giùm em mã da thiệt 80 ngàn mã 28. Mã 28 80 ngàn. Trần Vy, có cái nào bự bự cho mẹ em đựng mền với đồ đi chạy thần chị. Mẹ bị gì vậy trời ơi. Chị thích cái này ghê á ba Liên Trần. Chị thích lắm luôn á trời ơi, coi có 150 nè. Muốn ghê hả? Má con ba lô đúng đẹp á Liên Trần. Rồi lên cho mấy chị con ba lô xanh nè. Con nó đẹp quá trời. Mã 27 là mã gì vậy? 27 là ba lô hả? Mã 27 là gì? 27 là ba lô nè. 27 ba lô khách lấy rồi. 27 khách lấy rồi chị Minh Tâm Đặng Thị ơi. Rồi chốt giùm em mã 28. Mã 20. Chốt giùm em mã 29. Mã 29 là ba lô xanh nè đẹp không? Còn nguyên si luôn. 150 ngàn mã 29 ba lô xanh. 29 ngàn ba lô xanh. Ôi ôi, cái ba lô xanh này mới 100% mấy chị. Mấy chị thích mấy cái ba lô này không đẹp quá trời. Ôi ôi mấy chị ơi. Ôi nè, 29 là đẹp không? 29 con ba lô xanh là Đỗ Quỳnh Như. Mà chỉ có 150 ngàn thôi. Ôi quá xinh luôn mấy chị. Ba lô xanh mã 29.
ba lô xanh của Nguyễn Ngọc Thùy Trang. Trời ơi, 150 quá rẻ Nguyễn Ngọc Thùy Trang. Rồi bán cho mấy chị con này 90 ngàn là con này là hàng công sở nha. Con này hàng công sở, chốt giùm em mã 30, 90 ngàn. Mã 30, 90 ngàn. 90 ngàn mã 30. Khách lấy mã 29 rồi nha. Mã 30. Em lên cho mấy chị một con gia xịn luôn. Con này 150 ngàn mấy chị ơi, con này ngọt. Con này em nói mấy chị là đi làm công sở là hơi bị đẹp luôn. Chốt giùm em mã 31 con này, 31, 150 ngàn. 31, 150 ngàn. 150 ngàn, 31. Em chốt cho mấy chị một cái con này nè. Nếu mà Trầm Vy mua con này cho mẹ chị em để cho Trầm Vy 100. Ông chị em nói thiệt, cho mẹ đi chạy thuận nè. Đừng được cái mền mỏng nè. Mà cái này là hàng này nó không bị đứt nè gái ơi. Trầm Vy, nó xịn sò lắm. Mã 29, 29 khách lấy rồi hả? 29 là mã gì ạ? 29 là ba lô. Ủa sao bữa nay Đỗ Quỳnh vô chốt chậm dữ vậy ta? Chốt chậm quá trời luôn. Đây mấy chị ơi, con này nếu Trần Vy lấy, con này là 150, Trần Vy lấy, chị Yên lấy cho Trần Vy là 100 ngàn để mẹ để đựng đồ đi chạy thận đó. Chị Yên nói thiệt coi nè, dập logo đồ đầy đủ mà da rất là êm. Ưu tiên cho Trần Vy 100 ngàn. Còn cái này là, cái này là 30 là khách lấy gì ạ? 30 trăm ngàn của chị 30, Nguyễn 90 ngàn. 30 90 ngàn của Nguyễn Loan. Nguyễn Loan 30 90 ngàn. Không, Trần Vy chưa chốt, để cho một chút đi. Chưa chốt không. Nè em bán cho mấy chị một con bút bori nè. Ôi đẹp không. Mã 32. Mã 32 trăm ngàn. Để em coi thử Trần Vy có lấy không. Em có một con bút bori nè mấy chị. Con này 150 ngàn. Ôi rẻ mấy chị ơi. Em thật sự luôn rẻ. Chốt giùm em bút bori mã 33 150 ngàn. 33 bút bô rì 150 chờ em lâu quá chị Ngọc. Ôi, Mai Trắng lấy rồi, 33 của Bô Thanh Điền. Thôi chị ơi, chị nhường em cái túi đó cho Trần Vy, cho mẹ Trần Vy đi chạy thận nha chị, cho đựng được cái mền với cái bộ đồ nha chị. Chị thương em, chị nhường cho Trần Vy cái nha chị. Dạ để em kiếm với chị, đừng giỏ đựng hồ sơ cho. Bán cái con mà màu mà em không ơn nè. Bán cho mấy chị con này 80 ngàn da mềm nhỏ nha. Chốt giùm em hồng cánh sen mã nhiêu? 34 hồng cánh sen 80 ngàn. Nè mấy chị trúng mánh rồi nè. Nè. Nãy giờ mấy cái tên đó vừa cái trò gì bù bù gì đó. Đó cái lùng coi hết này. Rồi bán cho mấy chị một cái con giỏ đi ở trước xinh xinh là da mềm ha. 80 ngàn mã 35. Mã 35 80 ngàn anh Tân. Mã 35 80 ngàn. 80 ngàn mã 35. Dạ ok để em kiếm nha. Nè xin ông mấy chị, con này là da trăng nè. Con này da trăng nha mấy chị nha. Rồi con này da mềm. Con này da rất là mềm. Con này cầm tay bán mấy chị 90 ngàn. Con cầm tay này da mềm ngàn. Mã 36 hả? Mã 36 90 ngàn. Con này nè chị Ngọc Mây Trắng.
con này là chị đựng hồ sơ được nè, con này bự quá trời luôn nè chị. Trời ơi con này da bò đẹp quá chị à. Con này 150.000 da bò. Con da bò này mã nhiêu vậy? Con da bò này chị Ngọc Bích ra 36. Lấy ra đưa, đưa lại cô dân màu giả bò đi, cô Ngọc mấy trắng coi. Hello mấy cô, giả bò này như 160, 37, mã 37. Da bò 37 nha mấy cô ơi, mã 37, da bò này 150. Quá trời đẹp, ở trong rộng lắm nè. Mà là từ là gì nói cái gì trời. 34 36 có ai lấy chưa? 36 của Lê Gia Hưng kìa. 36 của Lê Gia Hưng. Đây mấy cô lên tính rồi. Ok của cô Ngọc Mai Trắng nè. Đây mấy cô ơi, chờ nêu. Chờ nêu nha mấy cô ơi. Vỏ chờ nêu này bán cho mấy cô là 150.000. 150. 30. Vỏ này 30 cm nha mấy cô ơi. Này gỡ sao? Những nút vừa rồi là mấy cô chưa? Đây đây mấy cô ơi. Có 35, có dây đeo nữa nha mấy cô ơi. Thượng Nguyễn 35 Thượng Nguyễn. Mã số mấy mấy cô? Cái gì? Cái đó 38. Mã 38 nha, chờ neo của Phương Duyên. Phương Duyên 150. Cái này không? Phương Duyên. Cô Phương Duyên ơi, vô inbox cho con địa chỉ số điện thoại nha. 38 còn không? Phương Duyên lấy rồi. Cái này vỏ đeo nha mấy cô. Vỏ đeo này da mềm lắm nè. Bán cho mấy cô 100.000 nha. Phương Duyên á. Này mã số 39. Dục phải bị vào đi. 39 nha mấy cô ơi. Cái này bán cho mấy cô 100.000 nha. Đó, quá trời đẹp, da mềm lắm nha mấy cô ơi. 39. Con số con đeo là nó cái tỉnh cho nghe nãy giờ sao không nói số điện thoại được vô nha. Phương Duyên số điện thoại là 740. Nhưng mà Phương Duyên để coi đang coi nè. Từ nào giờ toàn là cho số điện thoại không, chưa bao giờ cho địa chỉ nào trong live nè. Tí chồng. Bay. Thích cũ. Thích cũ bên nào bên bay là không có rồi. Đây, vỏ da cá sấu nha mấy cô ơi. Vỏ da cá sấu đỏ đô này bán cho mấy cô 90.000 nha mấy cô. 90.000. 90.000. Mã 40. Mã 40 nha mấy cô. Cô nào chốt mã 40 da cá sấu chốt giùm con nha. Đỏ đô bán cho mấy cô 90.000. Ở trong cũng rộng lắm mấy cô. 39 cũng 5 cây à. 5 cây à. 5 cây có cái dòng sữa. Dòng dòng sữa 5 cây có cái dòng đeo tay trong kia nè. Heo sữa. Đi view luôn hả? Phương Duyên Facebook ý đi. Đi heo sữa thôi. Cá sấu 90.000 của chị Trần Ngọc Thanh Thanh nè. Của bác 39 đâu? 39 đây nè. Rồi 39 của ai? Chị Ngọc Thanh Thanh. Không phải đâu. 39 của Lâm Sực Kỳ. Ghi Lâm Sực Kỳ thì ghi Lâm Sực Kỳ đi. Mà ghi bao nhiêu? Cái này chứ, nhìn đây nè. 100.000. Còn cái cái sáu này của Trần Ngọc Thanh Thanh nè. 90.000 của Trần Ngọc Thanh Thanh. Cái này là của Lâm Sực Kỳ nè. Lâm Sực Kỳ 39 xã mã 39 đó. 39 là cái kia. Còn đây của Trần Ngọc Thanh Thanh cũng mơ mà cãi gì vậy ông. Còn Lâm Sực Kỳ thì cứ ghi là Lâm Sực Kỳ đi. Tự nhiên cái ghi heo sữa đồng hồ là lộ mà cái chuỗi cái vô rồi một cái đều ghi heo sữa, một cái ghi Lâm Sực Kỳ, biết ai mà ghi. Cái này của Trần Ngọc Thanh Thanh review mới nè. Em lên cho mấy chị làm ơn đừng có bơm hàng của cái bill này nha. Tại vì cái hàng này là cái chị đó. Em lọt ra, em chọn tay. Là mấy chị biết sao không? Tại vì cái hàng này là của cái chị mà thường xuyên hỗ trợ tụi em bên thường thiện á. Chị bị dính cái lô hàng. Cho nên giờ em xả giùm cho chị là mấy chị làm ơn. Mua là đừng đổi. Tại vì hàng này em không cho đổi. Hàng si mà. Thứ hai á là mấy chị đừng có bơm.
gom hàng giùm em ha. Cái vòng tay đó là vòng tay tránh tà, vòng tay là em thỉnh từ chùa cô Nhuận Hiền vô cho mấy chị là 450.000 một vòng. Hồi sáng nay tổng cộng là 10 vòng. Hồi sáng nay tổng cộng 11 vòng đã đi, 10 vòng đã đi rồi, 11 vòng nhưng mà có một vòng em tặng chị khách và bạn em thì là 10 vòng. Ở trong kia còn lại cũng cỡ 7 vòng ha. Đây mấy chị, con này bán cho mấy chị rất là rẻ nè. Mấy chị coi dùm cái da nè. Nó là giống như da đang tre vậy mấy chị ha. Con này là mấy chị xách tay thôi. Con này xách tay để đi chơi. Rồi con này bán cho mấy chị với giá 100.000. Con này không có dây. Tình trạng sao thì em để cho mấy chị vậy ha. Đây mấy chị. Cái chuỗi đó là chuỗi vòng tránh tài đó. Vòng đó là 450.000 4 vòng. 4 vòng hay mấy chị ha. Con này 100.000 mã nhiêu? 41 nhân 100.000. 41 nhân 100.000. Mấy con này là chị Trần Ngọc Thanh Thanh thích lắm, tại da mềm không? Con này nó bị sờn chỗ này nè. Con này tình trạng là hơi sờn chỗ đây tí xíu. Rồi bán cho mấy chị con này với giá là 80.000 con này. Con này là mã 40 mấy tư? 42 80.000. Ủa con này xinh lắm nè. 42 80.000. Chị nào chốt 42 80.000 chốt giùm em nha. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị một cái con hàng thời trang. Một cái con hàng thời trang đeo bên nách luôn. À. Rồi mấy chị ơi. 41 100.000 của chị Đăng Hoa. Đăng Hoa cho em xin địa chỉ số điện thoại 42 của chị Kiệt Nguyễn. 80.000 của Kiệt Nguyễn, Nguyên Lân Kiệt Nguyễn. Đăng Hoa. Đăng Hoa. Rồi đây con này con túi thời trang bán với chị 80.000. Con này mã 43. Mã 43 con túi trắng thời trang. À, mã 43 bán với chị 80.000 mã 43. 80.000 mã 43 nha mấy chị nha. 80.000 mã 43. Em có một con túi này là xinh không? Không đụng hàng. Mấy chị có thể đeo và mấy chị có thể mua cho chồng mấy chị đeo cũng được. 100.000 con túi thời trang. 100.000 con túi nắp đậy. Túi này mấy chị nên mua cho chồng mấy chị ha. 100.000 con túi nắp đậy đeo dây đeo chéo 100.000. Chốt giùm em mã này là mã 44. 44 100.000 nha. 43 của Hạnh Mỹ nè. 43 của Hạnh Mỹ. 43 của Hạnh Mỹ. Gì nữa? Hỏi hủy đơn gì? Mới vừa nói xong giúp miệng. 100.000 của Kiệt Nguyễn mã 44. Ghi điểm Kiệt Nguyễn vô đây. Kiệt Nguyễn không có dấu. Rồi. Cái bill nào xả thì xả đi và đừng có đặt nữa. Nói hàng để đi xả hàng giùm cho người ta rồi mà cứ chốt rồi xong xả. Chốt xong xả là giống như có thời gian vậy. Khách lấy rồi chị Nga Nguyên ơi. Mà chồng lên kia luôn khỏi bán luôn. Em có một cái con túi bi nè. Con túi bi này nó có hai miệng nè mấy chị thấy không. Rồi con túi bi bán cho mấy chị với giá 90.000 túi bi. Túi bi mã bao nhiêu? Túi bi 45. Mã túi bi 45 90.000. 90.000 mã túi bi nha. 90.000 mã túi bi 45. 45 mã túi bi. Đăng Hoa bên em không gọi điện chốt hàng hay chị Đăng Hoa? Dạ Đăng Hoa cho inbox cho anh xin địa chỉ số điện thoại. Bên em không gọi điện chốt hàng. Mấy chị trúng mánh rồi. Mấy chị cực kỳ trúng mánh luôn. Bi của chị Hồng Thúy quận Bình Chánh. Bi của Hồng Thúy Bình Chánh. Đây trời ơi con này còn nguyên logo lô dập luôn nè mấy chị. 150.000. 150.000 túi này mã nhiêu? 46. Con này là size. Con này là size 32 nè mấy chị. Trời ơi con này size 32 đẹp ghê không? Con này 150.000 mã 46, 150.000 mã 46 mấy chị. Mã 46 150.000. Em lên cho mấy chị một cái con túi hiệu dập ha. Túi hiệu mà size nhỏ. Đây mấy chị xin không? Con này còn mới toan luôn. Con này rất là mới nha mấy chị nha. Rồi con này bán mấy chị 120.000. Con này mã nhiêu anh Tư? Con này là mã 47 120.000. Mã 47 120.000. Con này là cũng size rộng chứ không size nhỏ đâu mấy chị. Con này là cũng size 32 nè. À em sau. Thu kiện sau mấy bước rồi. Xong gái ơi. Mã 46 mà chị nào mà chốt được ha. Mày trắng nè. Hơi bị trúng mánh luôn. Rồi mã 46 Ngọc Mây Trắng. Mã 47 của chị Vu Gấm. Vu Gấm khách cũ. Nó không cũ lắm đâu chá. Nhưng mà cái của chị Hành Mỹ á. Cái chị Hành Mỹ này lấy cái gì? Nói chung là nó còn cỡ từ 80-100%. Mấy chị đi thoải mái đi ha. Chút nữa em có coi da đà điểu. Da cá sấu thiệt luôn em mới thiệt. Tại còn mấy thùng hàng cao cấp. Hôm nay thì thùng hàng thường.
Thì mấy chị coi vô cái giá tiền mấy chị biết à, mã này nhiêu anh? Mã này là mã 48 túi hộp, mã này khi mấy chị để lên nó sẽ dựng lên ha. Mã 48 túi hộp này, đây của thằng Prada nè mấy chị. Mã 48 bán mấy chị 130.000, mã 48 mấy chị bỏ đồ vô nó sẽ dựng lên. Mấy chị coi gần cái da nữa nè. Mã 48, chị nào mã 48 chốt giùm em mã 48. Hàng này không cho đổi trả, không cho kiểm tra bill đâu nha mấy chị. Tình trạng giỏ sao em bán mấy chị y chang vậy ha. Cái nào trầy em nói trầy, cái nào móp em nói móp, cái nào chưa dựng lên em nói chưa dựng lên, cái nào nó đi theo trai thì em nói theo trai. Thu Hải 120.000 của Thu Hải. Tại giờ em phải phụ ship mấy chị nữa nè. Mã 47, à 47 không phải, 47 là cái nào đâu? 47 hết rồi, 47 khách lấy rồi chị ơi, 47 vu gấm lấy rồi. Dạ chị trước em không, bên chị em không có thấy của chị trước nha chị Loan. Chị thấy bên mấy chị với bên em là ai chốt trước là em để trước ha. Em có một cái túi cho mấy chị đi đòi nợ, con này mới 100% nè. À con này không mới 100% nha. Ừ con này mới 100% mấy chị chưa bị. Con này mấy chị mua cho mấy chị đừng khổ đừng sắp đi đòi nợ. Là em nói mấy chị ok con gà máy mơ luôn. Chốt giùm em mã nhiêu? Mã 49. Mã 49 bán cho mấy chị với giá 120.000 mã 49. Mã 49 120.000 mã 49. Chị nào chốt mã 49 chốt lên giùm em mã 49 mấy chị ơi. Ôi dễ thương không? Một con Chanel, một con giờ Chanel mã 50. Con Chanel xinh ha. Đó. Con Chanel Đỗ Quỳnh Như mã 49. Đỗ Quỳnh Như mã 49 120.000. Con Chanel bán mấy chị 120.000 luôn. Chốt giùm em mã 50 120.000 con Chanel. Con Chanel 120.000 mấy chị. Con Chanel 120.000 mã 50. Mấy cái này để lại mấy con tốn tiền tiếp. Mã 50 của Phương Duyên. Mã 50 của Phương Duyên 120.000. Em có một cái con này nè mấy chị nha. Nó giống như là một cái túi hiệu á, em nói thiệt luôn. Tại vì em là cái người cầm cái giỏ ở ngoài. Nó sẽ là mã phong đứng như thế này nè mấy chị ha. Nó sẽ là cái phong đứng như thế này. Khi mấy chị mà đứng để đồ lên đứng nó sẽ dựng như thế này. Nhưng mà da mềm nha, da mềm và da dẻo. 48 còn không? Còn nữa. Nè, 48 mình thu nè còn. Đòi nợ mã 4 lộn không phải đâu chị Nguyễn Thu, chốt mã 49 á. Mã này là size 35-36 nè mấy chị. Mã này size 35-36. Chốt giùm em 100.000 mã này nha. 50 còn không? 100.000 mã này. Chốt giùm em mã 51. Mã 51 100.000 mấy chị. Mã 51 100.000. Mấy chị thích công sở đúng không? Mấy chị thích dịu dàng qua lá cành đúng không? Đây đẹp chưa mà da mềm rụng luôn. Rồi đây lên mã này cho mấy chị nha. Lên mã này cho mấy chị. Em lên mã này cho mấy chị là mấy chị mê nè. 130.000 mã 52. 51 của Hồng Thúy Bình Chánh nè. Rồi 52 con này. Nè mấy chị có dây đeo lên nè mấy chị xin. Chị nào làm công sở công chức chốt con này 130.000 mã 52 130.000. Mã 52 130.000 mấy chị ơi. Mã 52 130.000. Những con nào không ok là em đều để lại hết nha. 52 của Huỳnh Như. Huỳnh Như cho em xin địa chỉ số điện thoại Huỳnh Như ơi. Em lên cho mấy chị một cái con. Một cái con Acosulo màu đỏ mấy chị. Đây con này mã 53. Con này mấy chị đi từ đây tới cuối đời không bao giờ hư. Chốt giùm em mã 53 màu đỏ 130.000. Con này là hơi bị sướng luôn. Mấy chị coi khuyên ăn dập nè. Nè bớt cho mấy chị 20 còn 101 nó hơi bị dơi chỗ đây. 101 mã đỏ. Chốt giùm em 101 mã 53. 101 mã 53. Bà nào đang thả tim thả mặt dọn làm ơn ngưng cái. Tôi búng hai hòn giấy coi như lọt tù điện. Kêu ép ép luôn á mấy loại. Ai thả bà hình như là bà Trân Hạnh đang thả phẫn nộ phải không bà Trân Hạnh. Trân Hạnh đâu đừng thả phẫn nộ nữa nha. Chị thả mạng là bên em bị lắp không like được là em chặn nít tiệt á. Nha. Bán cho mấy chị một cái con túi đeo xe. Trời ơi Trân Hạnh ơi bị gì vậy Trân Hạnh? Ai cầm máy bà vậy? Bà làm gì bà phá phẫn nộ tôi dữ vậy bà Hạnh? Nè con túi cho con túi mà kích kích lại nè mấy chị. Con túi mà bóp lại. À con túi mà bóp bóp. Con này thì sang chảnh. Con này 150.000 mấy chị. Con này 150.000. Nè con này có túi đeo chéo nữa nè. Trời ơi con này mấy chị đi biết chừng nào hơn trời. 53 của Nguyễn Huệ. 53 nhiêu tiền? 53 101.000 của Nguyễn Huệ.
Nguyễn Huệ, cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại. Con này 150 là mã này mã nhiêu? 54 150 ngàn. 54 150 ngàn mấy chị. 54 150 ngàn. Ôi xin chưa. Con này chốt cho em mã beo là mã 56 hả anh? 55 120 ngàn. 55 120 ngàn. 55 mấy chị. 55, 54 của Phương Duyên. 54 150 của Phương Duyên. 54 150 của Phương Duyên. 55 là mã gì? Mã beo. Mã beo nhiêu ạ? 55 nhân 120, 120 ngàn. Nè, chốt giùm em một con 55 của chị Thanh Thảo Nguyễn. 55 của chị Thanh Thảo Nguyễn, 120 ngàn. Chốt lên giùm em một cái con mã 56 giùm em mấy chị. Nè, 56 xin không? 56 hàng super của super luôn. Trời ơi, hàng này là mấy chị cầm mình hàng vô, mấy chị không, mấy chị cũng thấy sướng nữa. Chốt giùm em một con mã 56, dạ 53 khách, 53 khách lấy. 53 khách lấy rồi. Chốt giùm em một con mã 56. 56 của gốm sinh 150 ngàn. 56 của gốm sinh 150 ngàn. Để em tặng cho. Để từ từ xong hàng hết tổng hết hàng cho kho kìa. Em tặng cho mấy chị cho chứ để ở ngoài. Trả về cũng được, đáng lẽ hàng này trả về tại vì người ta còn tính tiền em á mấy chị. Nè, chị nào thích túi nhỏ túi xinh để đi hàng ngày chốt con này. Ê mấy chị ơi, con này là da thiệt nha. Con này là da thiệt ha. Nè mấy chị thấy không? Đúng chất da thiệt luôn. Chốt con mã này 57, chốt giùm em 130 ngàn. 57 57 130 ngàn. 57 57 130 ngàn. Chị nào thường đi tới đi lui, dạ gốm xinh. À dạ chị, bây giờ bé lùn bé gái em đang nhắn tin cho chị vô chị cho địa chỉ số điện thoại trong đó. Chị Nguyễn Huệ cũng vậy luôn, chị Nguyễn Huệ ơi. Nguyễn Huệ cũng vậy nha, bên em là chốt hàng qua tin nhắn, em bên em không gọi điện. Tại vì bên em nhà em là anh Phước chồng em, anh Tư rồi em trai em làm bill á, bên em không có thuê người cho nên bên em là sẽ theo khách á mấy chị. Tại gia đình đó. Thấy chưa, mà đọc mã là đặt rồi, tại vì bên chị bị mạng chậm á. Đây mấy chị. Sao vậy? Gốm xanh không inbox được thì nhắn tin thôi, ô kết bạn nhắn tin riêng con. Gốm xanh lát em, dạ cho số gọi lát chị inbox giùm cho em nha. Dạ, con này bán mấy chị 100 ngàn. Con này bán mấy chị 100 ngàn, mã nhiêu? Mã 58. Mã 58 trăm ngàn. Hôm nay hàng Phúc về chưa lừa được không? Ông vô ngồi chơi, ông cái nào Phúc cái đó. Mình qua live trực tiếp tại nhà đi. Dạ chị Gốm cảm ơn chị nha. Trời ơi tôi ngại nó đặt hàng tôi đặt hàng lại cái nó không lấy tiền, ác dễ sò. Chốt một em đi tiệc đi mấy chị. Ui má ơi. Chốt một em đi tiệc bán cho mấy chị với giá nhiêu? Nè mấy chị xin không? Bà nậu cha đó. Má cái này khi mà mấy chị đi nó tự động vô nếp liền ha. Quá trời xin. Chốt giùm em mã nhiêu anh Tư? 59. Chốt giùm em mã 59 mấy chị. Mã 59, 150 ngàn mã 59. Mã 59 nha mấy chị nha. Mã 59. Hàng bán giùm cho mấy chị kho mà nổ nhiều quá đi kìa. Chị mà hay đi làm từ thiện chung á. Rồi cái thùng đó đâu anh? Ôm cái hàng còn lại bỏ vô đúng cái thùng đó cho em nha. Nguyễn Huệ inbox địa chỉ số điện thoại đi Huệ ơi. Phải đi cái giờ là tôi không like chứ cái bà quỷ thảo ngô thì tâm người ta biết cái giờ tôi like phải đi đâu qua đây không biết nữa. Nghĩ chứ ai? Nghĩ chứ ai? Mỗi chân gà đó. Tin chưa? Trời ơi. Tôi lấy cái bút lông mà. Đưa cái bút lông mày. Cắt cả chỗ ấy luôn.
điện thoại không chị, có vui điện thoại ai, có gì đâu vui, nãy giờ bán giúp mẹ vui gì, hỏi gì, họ có túi điện thoại không đúng không, rồi lên mã này nha mấy chị, đây rồi ra đơn, chị ơi cho giùm em cái số nhà cái địa chỉ luôn chị, rồi con nhắn tin được cho cô Nguyễn Huệ chưa, rồi Nguyễn Huệ em có nhắn tin cho chế đó, rồi con này 150.000 nè, con này túi mấy chị đi chơi đi du lịch, túi mấy chị sống ảo được nè, chốt giùm em mã 60, 150.000 nè. Ôi ôi con này da thiệt nè, con này 190.000 bà nội cha nó thiệt đó chứ, biết con của bác tiểu tiêu đi vừa cái túi này không đó. Sáu mươi của gốm sinh kìa, ủa bán gì 60 vậy, mã 60. À, mã 60, 150 của gốm sinh, trời ơi con này mấy chị ơi có con gái rồi, đây 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 190.000 mã 61, 190.000 mã 61 nha, 190.000 mã 61. Cái này là cái màu túi nó như vậy nha mấy chị, cái màu túi nó như vậy ha, một cặp này nè, một cặp luôn đây, một cặp da thiệt, một cặp da thiệt này bán mấy chị 61 của chị Hương Lưu, 190, con nó đẹp lắm chị Hương Lưu, 190.000 cho em xin địa chỉ số điện thoại trong inbox, cặp này bán mấy chị 140 đây, bán mấy chị 140 cặp này, chốt giùm em mã 62, 140, mã 62, 140. Rồi 62 cắt chốt rồi nè mấy chị. Để cái túi đeo tay không đẹp lắm. Cà Mau 174. Cà Mau 17. Đây mấy chị ơi, em có một cái con này bán mấy chị 120. Con này bán mấy chị 120. Vua gấm, vua khống ở lầu vua gấm 63.2. Vua gấm khách cũ sao 63.2 chị. Đây con đi. Mã này ra tiền không luôn á. Chị Yên ơi, xả giùm 51. Trời ơi, chị cậu dữ gì Hồng Thúy. Anh ơi, cái thùng ngoài kia kìa, anh hốt cái bao hàng này nè. Để anh bảo ngoài đó cho em. 51 hồi nãy ai chốt nè, nãy có số người ta đặt 51 nè, hốt bên kia luôn khỏi lai lại. Đây mấy chị, em có một cái con LV dập dập vân nổi 180.000 nè, ôi ôi con này da hơi bị mịn luôn mấy chị ha, chốt giùm em con này mã nhiêu anh, 64, 180.000, 180.000 mã 64 mấy chị, 180.000 mã 64. Trời ơi đừng có xả nữa mấy chị, cộng nghiệp em 180.000 mã 64. Mã 63 là gì? Bô Thanh Tiền. Mã 63 của Bô Thanh Tiền 120 nè. Trời ơi chị Bô Thanh Tiền hôm nay cái vàng này toàn 180 sao làm Phương Duyên à? 180 mã 65 của Phương Duyên là anh đang cầm á. 180. Đang cầm nè. Ủa cái gì vậy? Cái này nè đang cầm. Đang cầm trên tay á. Đang cầm bảo bảo sao làm anh đang đi sẵn rồi đó. 64. Không. 64 108 của Phương Duyên là đúng không? Cái này 64 Phương Duyên ơi. Phương Duyên. 64 đẹp lắm. Mồ hôi 64 đẹp quá trời luôn. Nè 64 của Phương Duyên nè. Tăng 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 tăng. Tèo 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 tèo. Rồi bán cái mã này cho mấy chị 101.000, da mềm lắm mấy chị ơi, da mềm. Có da luôn, có dây luôn ha. Rồi chốt giùm em con mã 65. Mã 65 101.000. Lô túi này là lô túi hàng đúng chuẩn si luôn. Bà chị em bà khôn lắm, bà chị có, bà chị ở ngoài đường em bà khôn lắm mấy chị. Bà khôn dễ sợ luôn. Bà cho em hút mượn lần 500 triệu nhập lô túi xong nó bỏ đi mất tiêu. Giờ bà ôm một nhà chồng bà sáng chữ trưa chữ tấu chữ nửa phiên giật đầu dạy chữ. 65 101 của Cửu Long Dương. Lửa đây. Ê, chị Mây Trắng đâu rồi? Chị Mây Trắng đâu rồi? Cũng Dương đúng không? Đó, cũng Dương phải không? Cũng Dương để tôi lấy bill cho. Túi đây là 180.000 nè mấy chị. Tin chưa? Mới 100% luôn. Mấy chị ơi làm gì kiếm cái túi mà da mềm, eo bì mà đẹp vậy mấy chị. 180.000 con túi xanh. Chốt giùm em mã nhiêu à? Mã 66 túi xanh. Mã 66 túi xanh. Chế nào muốn đựng hồ sơ lấy một cái con Gucci vàng này 180 luôn mà.
Ngọc Khanh 65 là gì vậy? 65 Khanh lấy là cái này 66 phải không? Trời ơi, chốt con 66 100 tên, 100 tên. Chị mà giờ này mà xả cái này em tìm chết luôn á mấy chị. Nè mấy chị, xả hết bill giùm em cái. Xả luôn, xả hết giùm em luôn. Kiếm bill qua xem đi, xả hết luôn đây. Xong chưa xả. Thôi mấy chị đừng đặt nữa giùm em đi mấy chị. Em đang xả luôn giùm mấy người ta làm từ thiện mà mấy chị còn vậy nữa em xỉu luôn á. Ha. 67 của Phương Duyên nè. 67 là của Xì Vàng, 108 của Phương Duyên nè. Bùi Thảo nè. Phương Duyên là 67 đúng không? Cái gì? Mã này mã nhiêu vậy? 66 đâu? Trời ơi, bây giờ tự nhiên cái mấy chị cứ xả kiểu này. Bùi Thảo. Từ từ nha, 66 là mã nào? Đây, đây rồi nè. 66 là của Bùi Thảo, 108. 67 là của chị Phương Duyên. Rồi bỏ cái chữ Phương Duyên, bỏ ra sau từ từ chốt dồn. Của Jenny, bỏ lại áo cho Jenny đi. Mấy chị em nói mấy chị nãy giờ mấy chị cứ xả được một cái mấy chị xả chị thứ hai. Xả mấy chị thứ hai, cái mấy chị xả tới chị thứ ba. Rồi em like chừng nào em lấy tiền lại cho người ta mấy chị. Tội nghiệp người ta chứ từ đầu năm giờ người ta cho từ thiện. Người ta cho mới cho 5 triệu. Mới cho 5 triệu cho mẹ con chị Hằng mà có chồng bị ung thư chết. Cho ba đứa con đi học nữa. Mà lâu lâu giúp người ta như vậy mấy chị cứ xả giúp người ta vô hàng tồn thì em cũng phải tặng lại mấy chị. Chứ em đâu có bán cái hàng tào lao được. Mà mấy chị cứ cây trước xả cây sau xả. Trò là trò thiệt hồi bán hồi đụng má tắt nấn luôn. Chết mẹ luôn, bán gì cái là 10.000 vô tiền thùng, vô tiền giỏ, vô tiền phụ ship mẹ gần 30.000 mấy chị. Mấy chị xả một lần em đi đứng đường luôn á. Xả cái giỏ của Jenny M. Khánh nè. Jenny M. Khánh mã 2400.000. Con này hồi nãy quá trời người chốt luôn nè. Con này hồi nãy một đùi người chốt. Chốt giùm em mã 2400.000 của Jenny M. Khánh. Thôi đi chị, chị coi tự nhiên đi. Ôi chừng nào ai quýnh là chạy. Dạ chị sau quá chị Loan. Trời đất quỷ thần thiên địa lu lu ơ. Một con 220.000 LV. Hồi bữa giờ cái LV trên lầu làm gì có giá như thế này mấy chị. Đúng không? Mua rẻ bán rẻ 24 của Như Nguyễn. Như Nguyễn 100.000, Như Nguyễn inbox cho em địa chỉ số điện thoại liền nha. Trời ơi mấy mẹ ơi, một con LV bán cho mấy chị 200. Nhiêu quên không? 220.000 con LV. Trời ơi con này mà mấy chị không chốt chừng nào chốt nữa. Mã 68. Rồi thôi xả để cắt chốt khác. Như Nguyễn Cần Thơ. Như Nguyễn Cần Thơ. Đúng rồi. Đúng rồi. Mở 787. Đây. Lên cho mấy chị một ỉm này. Mê say. Một chấm là say đắm. Trời đây chị dũng lựa hàng thùng không. Đây. Một chấm là say đậm, hai chấm là đậm say, ba chấm là ngất ngay. 180.000 mã 69. 180.000 mã 69 mấy chị ơi. Mã 69 mấy chị ơi. 180.000 mã 69 mấy chị ơi. Con đẹp quá. Ôi, ở đâu đấy con đẹp vậy? Trời ơi, quỷ. Ôi, yêu Nguyễn. Ở đâu xuất hiện vậy trời, không biết nữa. Chốt cho em một cái con chưa thấy luôn á. Còn máy của em đâu rồi ta? Máy. Ngọc Khanh là phải anh kia mà chưa không? Hay là Ngọc Khanh anh nào? 69 của Ngọc Khanh. Biết sao bên máy này chưa hiện á. Lấy ra cho con Hải một cái máy hả? 108. Rồi, chốt lên giùm em một cái túi đi tiệc rồi mấy chị. 108 mã nhiêu? Mã 70, 180.000. Ôi, ở đâu vậy mẹ? Ở đâu ra á? Bà nậu cha nó đâu rồi. Trời ơi mạng trời ơi là trời. Mạng như cái quần què. Nè chốt một con đi tiệc 350.000 giùm tôi cái đi mấy chị. Nè mấy chị không đi tôi để dành lại đi cho đỡ nhục. 71 350.000. 71 350.000. Trời ơi là trời. Chết chết sống gì nổ mấy chị. Chị lựa đi, chị lựa tăng băng chị dậu lên khỏi bán không được lựa chị. Ôi ơi nè 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 mấy chị ơi, đừng nói có tiền đi đường quyền được với tôi nha, không hề có. Chốt giùm em một con Chanel 300 giùm em 72 300.000. Trời ơi coi nè mấy chị, tao nói xuất sắc luôn nha. Chanel xích nha 300, Chanel xích 300.000 nha mấy chị nha. Chanel xích 300.000, Chanel xích 300. Chị nào chốt 300 Chanel xích chốt lên coi. Con một con túi
ơi là mềm và êm ơi là êm. Con này bán cho mấy chị 190.000, mã nhiều, mã 73, 190.000, có dây, có kéo, có khóa, nói chung là full hết ha. Ôi ông đâu ra coi cho bà trời, chưa sao. Đủ má nó đâu. Ông Minh Chính lấy chưa? Rồi mã gì đây? Trời ơi đi đâu mất tiêu hết trời ơi, đang bán thiệt vui. Trời ơi đang bán thiệt vui chưa khui, tổng cộng 18-20 cái thùng hàng mà mấy chị đi đâu hết rồi. Ai? Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang 74-180 ngàn mấy chị ơi, 73-190 ngàn. Lên một con túi này cho mấy chị nè. Ủa đâu rồi mấy chị, nghỉ hết rồi hả? Trời ơi mấy chị ơi, ai làm gì mấy chị, mấy chị văng một cái mấy chị đi luôn rồi mấy chị. Vô lại giùm em cái coi mấy chị. Em buồn mấy chị quá mấy chị ơi. Trời ơi mấy chị đi đâu hết rồi. Nè mấy chị ơi, mạng không có được, thốt ra em vô lại một cái bạn mới nè. Nè thốt ra đi mấy chị, thốt ra vô một cái live stream mới giùm em nha. Thốt ra ngay và liền luôn. Oh my god. Hơn em luôn á. 27 kg hả? Không có rồi.
14 kg lấy số 5 nha. Có bé phải chài á, có bé chài lấy số 5 nha Quỳnh Như. Heo lấy cho Quỳnh Như cái này nha, đồng Quỳnh Như nè, 50. Rất là rẻ luôn á mấy chị, có 50.000 không? Cái này giải là bị xịn luôn á. Giải rất là đẹp. Có 16 kg chứ. Trời đủ size. Mạng hơi lắc hả? Ờ cái đó size số mấy vậy, cái đó số mấy vậy, coi lại. Ờ đảo lên này đi. Đưa nó rồi đi. Trời ơi nó biến á con. Ai bé 16 kg nè. Con có trong cái hộp này con. Trời má nó không lên comment ở trên. Ai 16 kg này chốt rất là đẹp luôn á. Có 50.000 thôi, chợ bán là có 10.000 đó. Thích bán gì? Nhiều tiền quá xài hết. Ai 16 kg? Ai lấy 16 chứ 16? Tại vì xếp á, nó xếp bự ra. Giờ nó cầm như tôi khó con. Ai đó, không có cây hả? Nhà vô lấy cái ghế đó nha. Hai bộ hả, một bộ đi, có một bộ 16 kg à. Ngồi lấy mẫu khác nha. Lê Quy là 50. Con có một bộ 16 kg à. Đúng rồi, đáng chơi cho vui vậy đó. Ủa cái áo nam 20 người ngồi xanh lợn. Chất luôn lạnh mát lắm. Ai đây, ôi trời ơi, cái túi kẹp nách là tao để xài. Trời ơi đây nè body nè, ai kiếm body chỗ chưa không bán cái thứ mấy nào. Cái body nhúng đẹp quá. Body nhúng siêu đẹp luôn. Chốt em 65.000. Body nhúng tay phòng nè, 65.000. Trời cái túi tôi bán lâu rồi đó. Ê nó nghe là coi mua đồ đi, hỏi có đơn thì cú lai sẽ tặng cài ha, còn nhóc cài luôn, một gỗ cài luôn. Body không bán nhận mà luôn, bây giờ mày mua đồ như vậy đi, họ ta suy nghĩ đi thôi, được có bán không, bán mà chưa được đấy. Mẹ ơi mẹ coi không, dạ body nè. Bờ ga 15.000. Bờ ga đẹp quá nè. Phía xa là gài nha. Hả? Bờ đi chị ốc là 65.000. Tặng chứ chợ khách quen không à. Ai á bờ ga ha, 15.000 đẹp lắm. Ai lấy bờ ga chứ. Sao làm hết sao không? Bờ ga cho Lê Quỳnh Hư nè 15.000.
vậy đó không? Có 5 chột nè, số 1 tới số 7 giùm em ha. Đọc mặt số mấy? Số 2 này đưa ra, còn đứa này hơi bự á. Bé này nam nữ gì mặt cũng được hết, rất là dễ thương luôn á. 25 số kính hả? Gì? Không phải, số ngoài mịt đó má. Màu xám em có M với L. Xám có M với L.
Trời ơi, xám đẹp nè, em mời với lời giùm em ha, 65.000 chốt dày lắm. Đẹp quá. Trời ơi, tôi nói mày con trai bây giờ ra được mặc cái này nhiều lắm luôn á. Không có rồi, không có rồi Long Nguyên ơi. Ở xanh ấy là ok chị Nhi nè. Xám mà là da thơm luôn. Ừ. Có Quyền ơi, Quyền có nha. Này của thơm luôn. Hết rồi, hết rồi. Có một bộ đỏ. Có xám không rồi. Đỏ ấy lên lò nè, trời ơi cái đỏ đâu này mặt trắng da lắm luôn á, không có bị đen xì đâu. Đỏ vô bộ ấy lên lò. Em hết luôn rồi. Trời ơi, tức quá. Sao mà em đặt nhiều nó gỡ hết cho em đi trời. Đỏ là có một bộ duy nhất luôn, ai lấy đỏ giúp đỏ giùm em. Đỏ ấy lên lò. Đỏ đô nha. Đỏ là thơm luôn. Hết luôn rồi. Tức quá. Nổi quá nè mà không hết nè. Em hết. Ủa đen có nón nó dễ thương quá nè. Dạng hút đi rồi đó mày. Giọng chị khác hả? Ủa sao kỳ vậy? Trộn nha mọi người, số 1 tới số 7 giùm em. Ai lấy bé chút bé giùm em. Bé nè, trời dễ thương quá à. Số 1 tới số 7. Số 1 này tầm 10 tới 12 kg quá hả? 11 kg. 2 bộ 16 kg hả? Trời chết rồi, nó có. Lấy số 5, số 6 được không?
10 kg nha, 15 nghìn. Ai lấy bé, chút bé giùm em 15 nghìn. Bỏ bé 15 nghìn. Ai áo tay phòng này phối đồ đẹp lắm luôn á, 35 nghìn. Chốt vàng trước đi nha, trắng nè, ủa sang quá, có vàng có trắng. Thank you.
6kg, bộ bé đẹp quá nè. 25 ngàn dùm em. Đây, trời ơi, cái đầm body quá đẹp luôn. 75 ngàn. Đầm này sang lắm nè mẹ ơi, cha có ai coi không? Kiếm đầm body. Body nhũ, mặt đẹp lắm, 75 ngàn. Đây, cái này đẹp lắm. Chúc nó mình ăn sinh nhật nha. Mày á, mày tháng 12 mà còn ăn không?
biểu không? Để xíu anh tìm. À, chị Phụng hồi nãy có đồ gì vậy? Chị nói qua lấy rồi. Nam
này rất là đẹp luôn, mấy bà đi ra shop mua là mấy trăm á. Đây áo khoác này nè. Trời ơi, cái áo khoác này đẹp lắm luôn á, còn cái size 55. À, đang khoác chút khoác 55. Trời ơi, chị Ngân ơi, em cũng có bốn mấy ký em
hưởng tới gì đâu. Đâu ảnh hưởng cái gì. Mát mẻ. Lấy he, chốt he lên số lợi thì chỉ mẹ luôn. Ngân lên 55 chắc lắm. Trời ơi, cái set nam này đẹp. Đây để coi xem mấy nha. Set nam này size L rất là đẹp luôn. Có xem. Đây bộ nam này đẹp ghê luôn nè, size L giùm em. Hôm nay sale luôn cho mấy bà như giờ 90.000. Đây. Ốp trời, nãy giờ lên body mày nhóc. Để con lên lại. Nam L lấy chú em. Bộ đẹp lắm luôn á. Rồi tới 100 mấy hôm nè, đang sale 90. Cái này giống như cái bộ não của gì.
đẹp quá à. Nam em mờ 50. Ờ, ngọn khách ta mua không mà. Thun nè.
lấy bờ ga gen không? Bờ ga gen nè, đẹp lắm, mặc được hai kiểu, vừa ống được, vừa gắn được luôn, gắn ga được không? 20. Tùy Ngọc 20. Ai có cái quần tây này đẹp quá nè. Quần tây này size M. Quần tây size M size 50. Chị hết. Đây quần tây M 50 giùm em. Trời ơi mấy ơi, cái quần nó đẹp xuất sắc luôn á.